Khởi đầu từ ước mơ có một cơ sở thực hành cho các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng tương lai, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ra đời như một sự sáng tạo đột phá với mô hình tiên tiến kết hợp trường bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam. Đồng hành cùng sự phát triển của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày đầu thành lập cho đến nay, khoa dược đã trở thành một trong những khoa cận lâm sàng chủ chốt với đội ngũ quản lý là phó giáo sư, thạc sĩ, chuyên gia có uy tín trong và ngoài nước. Đội ngũ dược sĩ giàu kiến thức và kinh nghiệm luôn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Song song đó, khoa dược được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng cao, cũng như hỗ trợ trong công tác tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và cung cấp thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc tận tình tới từng người bệnh. Tổ chức của khoa dược bao gồm các bộ phận chuyên trách, kết nối chặt chẽ và phối hợp đồng bộ với nhau như nhà thuốc bệnh viện, thông tin thuốc, dược, lâm sàng, nghiệp vụ dược, hệ thống kho, nghiên cứu, đào tạo. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận trung bình 8.000 lượt người khám ngoại trú và điều trị nội trú 1.000 người với đa chuyên khoa. Điều này đã tạo nên khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi đội ngũ dược sĩ liên tục nâng cao trình độ, ý thức phục vụ người bệnh, cải tiến và chuẩn hóa các quy trình, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi của người bệnh. Áp dụng hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử, thuốc kê đơn của bác sĩ được phần mềm chuyển trực tiếp đến dược sĩ thẩm định và chuẩn bị thuốc cho từng người bệnh theo từng liều cụ thể. Các dược sĩ cấp phát và tư vấn sử dụng thuốc cho từng người bệnh cũng như trao đổi thông tin để đảm bảo người bệnh hiểu và dùng thuốc an toàn, đúng theo chỉ định của bác sĩ hay hướng dẫn của dược sĩ. Bộ phận nghiệp vụ dược có chức năng xây dựng kế hoạch và biện pháp để đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc và hóa chất xét nghiệm cho công tác phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh. Đây cũng là bộ phận đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất xét nghiệm cho bệnh viện. Hệ thống kho dược được đầu tư đồng bộ và hiện đại, công tác quản lý được hệ thống hóa và kiểm soát chặt chẽ toàn bộ, từ quy trình nhập, bảo quản, cấp phát thuốc và hóa chất xét nghiệm. Thuốc và hóa chất được bảo quản ở điều kiện tối ưu nhất, đảm bảo việc cung ứng thuốc có chất lượng, nhanh chóng, chính xác đến từng người bệnh. Thống kê dược với vai trò theo dõi, thống kê chính xác số liệu thuốc nhập, thuốc cấp phát cho nội trú, ngoại trú và các nhu cầu đột xuất khác. Với mô hình lấy người bệnh là trung tâm, các dược sĩ tham gia tích cực vào đội ngũ chăm sóc đa ngành, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng cùng đồng hành tối ưu hiệu quả sử dụng thuốc với những hoạt động, dịch vụ dược lâm sàng đặc thù kết hợp giữa lâm sàng, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Khoa dược ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động xây dựng phần mềm quản lý chuyên biệt dựa trên các cơ sở dữ liệu uy tín như phần mềm cảnh báo tương tác thuốc tự động, phần mềm cảnh báo thuốc cho phụ nữ có thai tự động, phần mềm thông tin thuốc để tra cứu cho nhân viên y tế, phần mềm can thiệp dược và thống kê tích hợp trên bệnh án điện tử. Hoạt động dược lâm sàng mang tính thường quy, xuyên suốt kể từ khi người bệnh nhập viện đến khi người bệnh điều trị ngoại trú tại nhà. Dược sĩ lâm sàng điều soát thuốc khi người bệnh vừa nhập viện, thẩm định y lệnh trong suốt thời gian người bệnh điều trị để tư vấn cho bác sĩ, giám sát, theo dõi nồng độ của các thuốc có trong giới hạn trị liệu hẹp. Ngoài ra, dược lâm sàng còn hỗ trợ can thiệp dược nhằm tối ưu hóa lợi ích điều trị của thuốc, giảm thiểu, ngăn ngừa độc tính và phản ứng có hại do thuốc, giảm số ngày nằm viện và tối ưu, tiết kiệm các chi phí liên quan đến thuốc. Bên cạnh đó, dược sĩ lâm sàng tư vấn người bệnh, nâng cao hiểu biết và tuân thủ điều trị khi người bệnh ra viện, tư vấn cho người bệnh điều trị ngoại trú, xử trí tác dụng phụ của thuốc, cung cấp thông tin về thuốc. Thông tin thuốc, dược sĩ lâm sàng tư vấn cho người bệnh, cán bộ y tế, theo dõi phản ứng có hại của thuốc, tham gia hội chẩn chuyên môn cũng như duyệt hồ sơ bệnh án và đơn thuốc. Bên cạnh đó, các sổ tay hướng dẫn, bản tin phát hành định kỳ giúp cán bộ y tế cập nhật thông tin mới nhất về sử dụng thuốc trong điều trị. Trong công tác đào tạo, khoa dược thường xuyên tổ chức đào tạo, hỗ trợ nâng cao kiến thức về thuốc cho nhân viên y tế. Khoa dược còn là nơi thực hành của sinh viên cao đẳng, đại học và sau đại học trong và ngoài nước theo mô hình trường bệnh viện và là nơi đào tạo về công tác dược bệnh viện cho các cơ sở y tế trên toàn quốc.
Khoa Dược đã và đang tham gia nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài có quy mô lớn. Mỗi năm, trung bình có hơn 7 bài được báo cáo tại các hội nghị và đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Điển hình, nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh dự phòng theo phác đồ bệnh viện với sự can thiệp của dược lâm sàng làm tăng tỷ lệ sử dụng hợp lý kháng sinh dự phòng, giảm lượng kháng sinh và chi phí kháng sinh sử dụng. Nhận định về khoa dược của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi thấy rằng khoa dược là một cái khoa làm việc với là cường độ và hiệu suất rất là cao để phục vụ cho một số lượng lớn bệnh nhân nội trú và ngoại trú hàng ngày. Điểm thứ hai là với một hệ thống công nghệ thông tin hoàn chỉnh thì chúng tôi thấy rằng việc cho y lệnh, việc phân phối thuốc đối với người bệnh thật là chỉnh chu, từ bác sĩ cho đến dược sĩ phân phối thuốc đưa lên trên tận khoa phòng cùng với điều dưỡng cấp phát với bệnh nhân tại giường. Đó là một đặc điểm mà tôi nghĩ rằng rất là tốt ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm thứ ba là cùng với bác sĩ thì chúng tôi có hệ thống dược lâm sàng. Tất cả các bác sĩ đã cùng với những cái dược sĩ lâm sàng đi buồng cho chỉ định, xem xét tất cả những cái chỉ định, những cái tác dụng phụ của thuốc để việc sử dụng thuốc trong Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thật là chính xác, thật là hiệu quả, thật là an toàn cho người bệnh. Và cuối cùng, với những cái đặc điểm như vậy thì khoa dược của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện được rất là nhiều nghiên cứu và đồng thời cũng sẽ trở thành một cái trung tâm đào tạo về dược lâm sàng cũng như tất cả những cái hoạt động về dược trong bệnh viện của chúng ta. Bằng sự chuyên nghiệp và tận tâm, chúng tôi đang đồng sức đồng lòng phát triển khoa dược Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời đảm bảo môi trường cũng như điều kiện làm việc tốt nhất cho mọi nhân viên. Khoa dược Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực để trở thành trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến về dược bệnh viện, đặc biệt là dược lâm sàng hàng đầu Việt Nam và có uy tín trong khu vực. Những thành quả đã gặt hái được chính là nhờ sự đoàn kết của các thành viên khoa dược, cùng chung giá trị cốt lõi, cùng chung sứ mệnh, cùng chung một tầm nhìn. Tập thể khoa dược sẽ tiếp tục kế thừa các giá trị đoàn kết, chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả, chung sức đồng lòng vì giấc mơ lớn đưa bệnh viện ngày càng phát triển, trở thành bệnh viện đại học dẫn đầu Việt Nam và đạt chuẩn quốc tế. Khoa dược Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn kết, chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.